Dạ em đi luôn, em sợ tranh thủ đóng cửa. Tí nữa. Hả? 12 giờ mới đóng cửa. Thế hả? Ờ, ngồi đây ngồi đi. Xin chào các anh chị, thì Vũ đang có mặt tại khu di tích của làng Sen của Bác Hồ. Thì mình di chuyển từ trung tâm thành phố Vinh vào đây khoảng 12 km. Hy vọng là sẽ có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trong ngày chuyến đi ngày hôm nay. Và mới bước chân vô gửi xe, chị kêu khả năng mưa cao lắm em ạ. Thì đang hoang mang là nếu mà trời mưa thì làm sao có clip cho các chị xem được. Và cảm giác đầu tiên tới đây thì mình cũng thấy là người dân ở đây cũng khá thân thiện các chị, vui vẻ, hòa đồng. Hỏi đường thì người ta cũng sẵn sàng chỉ và hướng dẫn cho chúng ta đi đến nơi đến chốn cả, không có gì cả. Các chị có thể trải nghiệm. Nên đi xe máy các chị ơi, tuyệt vời lắm. Dạ. Yeah. Chị giới thiệu về một tí về bản thân mình đi. Chị thì nói thật với em thì là sinh ra từ gia đình làm nông. Dạ. Yeah. Em cũng vậy thôi. Là làm nghề nông, là chủ yếu làm ruộng ấy. Dạ. Yeah. Còn đi buôn bán đấy là mình thâu lại của họ để mình kiếm sống hàng ngày thôi. Anh chị nào có duyên về với khu du lịch này nhớ ghé ủng hộ chị. Chị là một người cũng khá thân thiện và vui vẻ. Xin các chị thì Vũ được mời cái món bánh này, bánh gì ạ? Chè lam. À bánh chè lam. Lại bánh lại còn chè. Hơi bị khó hiểu. Hơi khó hiểu. Đây là cái chị tên gì nha? Chị Yến ạ. Chị Yến, chị mời dùng thử nghiệm cái bánh chè. Bánh nhưng lại là chè. Chè nhưng mà là bánh. Làm từ mật ấy. Là làm từ mật mía các chị. Thì đây là đặc sản của Nghệ An mình. Đó là bột nếp này, nếp mình giả bột nhỏ này, gừng này. Dạ. Đây mật này, mật là từ cây mía đấy. Dạ vâng. Có mật thịt cốt dừa. Dạ. Hoặc ông nào ơi. Đi đâu mà ra tới tới tận đây vậy trời? Vậy nào quê chồng nè. Wow. Đây này. Mình đi phượt, mình đi từ Hà Nội về quê. À. Dễ thương quá. Thấy camera sợ. Thôi chú xin lỗi, chú chỉ quay phim thôi mà. Cái gì mà sợ. Đi thôi. Thôi chúc đi vui vẻ hai vợ chồng nhé. Dạ. Mình đang bắt đầu đi vào trong các chị. Đây là khuôn viên đầu trong. Chúng ta đang bắt đầu đi vào nhà của cụ Nguyễn Sĩ Sắc. Nhà ông Vương Hoàng Mỹ. Đây là ông này là ông láng giềng của ông Nguyễn Sĩ Sắc. Đi mình đâu? Đi vô thăm ông láng giềng trước đã. Giờ lấy ông láng giềng trước đã. Đây nhà láng giềng đây các chị. Đây. Hoàn cảnh nó còn giữ lại như nhà cái đúng cái khung cảnh ngày xưa các chị. Ví dụ như là những cái luống rau rồi những cái ang nước đây các chị. Để nguyên hiện trạng luôn. Chăm sóc và duy trì nó các chị. Đây. Đấy, chúng ta tham quan thêm vào trong nhá. Chắc là thiếu ánh sáng hơi tối. Đây, bàn ghế ở buổi tối thì thiếu ánh sáng quá. Mình quê Bình Định, xứ nào á? Em Phú Yên. Thế nào? Dạ. Oh yeah. Chỗ cái giếng này hả? Giếng con cóc. Giếng con cóc. Đây. Các anh chị. Đoàn này, đoàn Phú Yên đây này. Phú Yên á. Đó. Đó. Đi luôn. Đi luôn. Đi cùng đoàn luôn. Vô luôn. Bình Định với Phú Yên là láng giềng ấy. Không mô. Cái giọng ngoài đây mà lát cái phối với cái giọng ở trong đó thì nó ra cái giọng gì trời. Vui thì đây đây nhà chính đây này. Nhà chính đây ạ.
Cái này là mới xây các chị, hồi xưa không có mấy cái bốt này đâu chứ. Ủa cái này mà vô đào củ này nộp nổi hả? Dạ không ạ. Trong này là các anh chị thấy là toàn là láng giềng này. Đây là nhà ông gì ạ? Nhà ông Hoàng Xuân Tiện, hộ láng giềng nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Ở chung với người nổi tiếng là cũng trở thành người nổi tiếng các chị. Ok các chị, mình mua cái hộp này 10.000 nè. Để bắt đầu cho cá ăn để quay clip này. Đúng rồi. Oh. Xuống tiếp.